away tới chia stong đa on ra chiết ISO. ISO cứ chích mua on ca on ra chiết International Organization for Standardization. On ca ISO bán an khả ISO mình men chính mốc bị chmua bình như bộ International Organization for Standardization lại. Viết cứ chênh mong bị biệt kết ISOS đã miền này thá mà phép ảnh nó tự vinh. Ông ca ISO cứ chứ sát bắn thông trên kỳ bóng phốt kháng áp hi vọt nâng chênh sai sáng đà lạc ảnh ảnh trả chiếc trị trán nếu chung vinh bị phục lụt. Sáng đà tiếng ổn ní, miền sẽ đạt xâm khăn chứ khăn xâm rạp ảnh vọt lưu ca cực rưỡng chung phố bắt tập bắt ca, phó lợi tập cám sẽ và cảm nâng quân đập hiệp bọc cổng hôn hạ chí và cảm nì mùi nì mùi. Bế lệ cổng hôn nì mùi nì mùi nâng lợi bị phục lúc, anh lòng tạm sẵn đa ruộm đôi khía. Nốt và chạy kết tế nì ca cổng cổng, rộp biệp bọc hạ chí và cảm, ca cổng cổng lợi phá lợi tập cảm, bồn tiền quân đập hiệp phá lợi tập hồ, sẽ và cảm chí đám. Cứ tiếng ốc trời bán cầm ngọt sẵn đa trâm trời chỉ ấn trả chiếc. Một đất bên này, ông cả ISO bàn chính sai sẵn đà chiến bì mơn bì bọn sẵn đà. Miễn sử mạch chức chiến mùi rồi học sắp bật tế, nâng miễn kết nạc ca mạc ca và chạy kết tế xâm rạp ca phì vọt sẵn đà dàng tích bầm bầy rồi nè. Khả nạc ISO à phì vọt sẵn đà ăn trả chiết đôi chìa ISO bầm bồn bọn mùi chế đám. Cứ ISO mình chốt bẹp bọn khả nông ca tiếng tốt lơ đầm nạc ca phì vọt sẵn đà rồi bọc luôn. Đói cổng hôn ai chi bà cám nà mùi, rồi có chánh với nhiên bà đạp bắt ai bộ kỳ lại. Bộ phía chứ cách ca rô bó sát tha bán bẹp bọn ở Tây Tiết, đại chiếc phía kỳ tị bầy. Stong nà ISO trở bán mắc cát lang xâm ra vi say chi chán. Đói ni mùi cứ mên lên xâm qua rô bọc luôn cứ chạp vi lệch mùi, ISO mùi, rồi hốt tự đo rộp mừng. Nóng chậm nòm nú, sẵn đà lờ bây chiến kế cử ISO bằng buồn bốn xâm rạp ca bằng cao bằng bốn cực cường quân đập hiếp à chi vật cảm. Quân đập hiếp cứ chia cắt ta xâm khánh làm bây chuối ai à chi vật cảm mối rẽ xa chùm hố, bằng buồn bật chế đã có nâng ưu xa cam nghiền nghiền tiệt. Trọng cố sẵn đà ISO bằng buồn bốn rùa miên lệch sẵn đà lờ bây đã kế chậm nam khớn cử ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, និង ISO 9004 ជាដើម ស្តង់ដារ គុណភាព របស់ ISO ផ្ដល់ការណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម និងជួយពួកគេបង្កើតនូវឧបករណ៍ចាំបាច់នានា ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពជាលំដាប់ ហើយធានាថាពួកគេនឹងអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានជាប់ជានិច្ចនឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនអាចមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន ISO 9001:2015មានន័យថាជាចំនួនចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2015គឺជាស្តង់ដារតែមួយគត់នៅក្នុងត្រកូលស្តង់ដារ ISO 9000ដែលក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអាចយកទៅអនុវត្តតាមហើយអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រមកទល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមិនតិចជាង1លាននោះឡើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាង170ដែលមានការទទួលស្គាល់ ISO 9001 ស្តង់ដារ ISO 9001ពិសេសជាងគេគឺ ISO 9002 ISO 9003និង ISO 9004 ត្រង់ថាវាគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកគុណភាពបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយល្អជាងគេបងប្អូនលេខស្តង់ដារល្បីៗមួយចំនួនទៀតរបស់ ISO រួមមានដូចជា ISO 14001និង ISO 51001ដែលផ្ដោតលើខាងផ្នែកបរិស្ថាននិង ISO 27001ដែលផ្ដោតទៅលើសន្តិសុខព័ត៌មានជាដើម